Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài học của ngày 6 tháng 5 năm 2024 với đề tài đó là lan truyền. Xin chúng ta cùng cầu nguyện trước khi học. Chúng con cúi đầu kính lạy Chúa, Đức Chúa Trời kính yêu của chúng con. Chúa ơi, cảm ơn Chúa mỗi ngày Chúa luôn ở cùng chúng con và Ngài muốn dạy chúng con. Chúa ban lời của Ngài và Chúa Thánh Linh được ban xuống để hướng dẫn chúng con. Và để chúng con học, xin Chúa hướng dẫn chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Phần Kinh Thánh của chúng ta hôm nay trong Sáng Thế Ký đoạn 38, câu 6 đến câu 11. Giu-đa cưới cho Ê-rơ con trưởng nam một người vợ tên là Ta-ma. Nhưng Ê-rơ độc ác trước mặt Đức Giê-hô-va nên Ngài giết người đi. Giu-đa bèn biểu Ô-nan rằng: "Con hãy lại gần vợ anh con, kết bạn cùng nàng như em chồng, đặng nói dòng dõi cho anh." Ô-nan biết rằng dòng dõi này sẽ chẳng thuộc về mình, nên đương khi đến cùng nàng thì làm rơi rớt xuống đất để đừng sanh dòng dõi cho anh. Nhưng điều người làm vậy không có đẹp lòng Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng giết người luôn đi. Đoạn Giu-đa biểu Ta-ma dâu mình rằng: "Hãy về ở quá bên nhà cha con, cho đến chừng nào Sê-la con trai cha sẽ trở nên khôn lớn. Vì người nói rằng: chúng ta hãy coi chừng, à khi nó cũng chết như hai anh nó chăng?" Ta-ma bèn đi về nhà cha mình. Dạ. Chúng ta cùng xem phần bài học. Dạ. Rồi, chờ lại chút xíu. Dạ rồi, đây. Câu ghi nhớ ở trong châm ngôn 3, đoạn 3, câu 33. Sự rủa xả của Đức Giê-hô-va giáng trên kẻ ác, trên nhà kẻ ác, xong Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình. Câu hỏi suy gẫm: những tội lỗi nào đã tiếp diễn ở trong gia đình của ông Giu-đa? Tại đây cho thấy tội lỗi có những đặc tính nào? Bài học này giúp bạn có cái nhìn nghiêm túc hơn về tội lỗi ra sao? Kinh Thánh cho biết, không những ông Giu-đa cưới vợ Ca-na-an, mà sau đó còn cưới một con dâu Ca-na-an cho con trưởng nam là Ê-rơ, như trong câu 6. Ông không thấy sai khi đi ngược với sự dạy dỗ của cha ông, và có thể vì cảm thấy người vợ Ca-na-an của ông cũng được, cho nên ông sẵn sàng cưới một cô gái Ca-na-an cho con trai mình. Ông Giu-đa dần dần bị dân Ca-na-an đồng hóa và đã giống như vợ mình. Một người ngoại bang thờ thần tượng, nhưng rồi thật đau đớn khi ông Giu-đa nhìn thấy hậu quả đầu tiên của tội lỗi, đó là Ê-rơ độc ác trước mặt Đức Giê-hô-va nên Ngài giết người đi. Chắc chắn ông Ê-rơ phải rất độc ác nên Đức Chúa Trời mới giết. Ông Ê-rơ độc ác vì đã chịu ảnh hưởng của gia đình và môi trường sống. Một người mẹ Ca-na-an, môi trường xã hội Ca-na-an và một người cha đang dần bị đồng hóa với người Ca-na-an. Tội lỗi không dừng tại đó. Ông Ô-nan từ chối xin con cho người anh quá cố theo luật pháp thời ấy trong Phục Truyền đoạn 25 câu 5 đến câu 10. Vì ông tính toán rằng nếu chị dâu Ta-ma không bởi ông sinh con thì đất đai gia sản của người anh Ê-rơ sẽ thuộc về tay ông. Điều này không đẹp lòng Chúa nên ông cũng bị Ngài giết chết. Câu 8 đến câu 10. Như vậy có thể nhận thấy ông Ô-nan là một người ích kỷ, tham lam, dối trá và không vâng theo luật pháp. Chưa hết, giờ đây ông Giu-đa càng bộc lộ bản chất cũng là một người ích kỷ, mưu mô và dối trá vì đã đuổi khéo nàng dâu Ta-ma về nhà cha nàng bởi ông không muốn cậu út Sê-la khi trưởng thành phải tuân theo luật pháp cưới chị dâu Ta-ma và cũng có thể sẽ chết như hai anh trong câu 11. Ông Giu-đa đã mù lờ thuộc linh khi không nhận ra hai con trai của ông đã chết không phải vì liên hệ với con dâu Ta-ma nhưng là vì sự gian ác của họ. Hơn nữa, rõ ràng sự xảo trá, tính toán, ích kỷ của các con ông Giu-đa thật ra đến từ chính ông. Tội lỗi thường lan truyền và có sức ảnh hưởng lớn trên những người chung quanh, nhất là người thân ở trong gia đình, và có đặc tính ngày càng trầm trọng hơn. Ông Giu-đa đã xem thường tính chất quan trọng của hôn nhân, ích kỷ, dối trá và cứ tiếp tục lún sâu ở trong tội lỗi, thì các con của ông cũng như vậy.
chúng ta phải thận trọng, vì chính cuộc đời chúng ta có thể đem đến phước hạnh hay rủa xả cho gia đình mình. Châm ngôn đoạn 3 câu 33 cho biết, sự rủa xả không những giáng trên kẻ ác, mà còn trên nhà của hắn, và sự chúc phước không chỉ đổ trên người công bình, mà còn trên chỗ ở của người này. Bạn cần sống và nuôi dạy con cái ra sao để không rơi vào con đường tội lỗi? Cảm ơn Chúa. Bài học ngày hôm nay cho chúng ta thấy đó là một cái gương, gọi là gương xấu. Làm gương xấu sẽ lan truyền rất là nhanh. Mình thấy trong cuộc sống của mình dạy con của mình làm điều tốt đó, nó khó lắm. Con cháu của mình không có chịu nghe theo. Nhưng mà khi bạn bè hay cuộc đời này có những cái điều gì xấu á, một cái câu nói xấu, một cái gì đó xấu ở trên mạng xã hội, ở trong trường học hay bất cứ ở đâu, nó nhiễm rất nhanh. Và con cháu của mình học rất nhanh. Ngay cả đứa nhỏ thôi, nói bậy, nói rất dễ. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự lan truyền của tội lỗi. Và chúng ta lưu ý, phải chặn đứng, phải ngăn cản. Nhiều khi đứa nhỏ nó nói bậy, cha mẹ vỗ tay rần rần cười khen nó, thấy nó tếu, thấy sự việc vui, cẩn trọng. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta ý thức được đó chính là gì? Đó chính là mầm mống của tội lỗi. Và chúng ta thấy gương của người cha, người mẹ rất quan trọng. Rất là buồn. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng có cái điều buồn này hết. Đó là mình buồn vì cớ đâu đó một lần nào đó mình nghe con của mình. Nó nói. Mình dạy nó cái gì đó xong nó nói, ba làm sao? Coi lại đi. Mẹ làm sao? Coi lại đi. Mình phải giật mình. Bởi vì nó nhìn thấy đâu đó mình có những cái điểm xấu, mình bộc phát, nóng nảy, sai lầm, phạm tội. Mình nghĩ rằng mình là người lớn, có quyền làm. Con mình không thấy, nó còn nhỏ, không có đâu. Nó thấy hết. Và đã để cho nó có một cái sự tổn thương, có một sự vấp phạm. Xin Chúa thương xót. Rồi chúng ta thấy ở trong hội Thánh Chúa, những người con thuộc linh, có thể ở trong gia đình chúng ta không có con hoặc là chưa có bị ảnh hưởng gì hết, nhưng mà nếu chúng ta sống ở trong nhà của Chúa, chúng ta có những người con thuộc linh, có những người đang nhìn xem chúng ta, có những người đang noi gương cho chúng ta, nhưng mà rồi họ phát hiện cái điều gì đó rất tệ chúng ta, họ ngã hoặc là họ làm theo. Có những người thấy ông mục sư, thấy quản nhiệm của mình đó, rồi thấy chấp sự, thấy những người dạy mình đó, làm cái gì thì thường cho rằng cái đó là đúng và làm theo. Họ chưa đủ để nhận định đâu là đúng, đâu là sai, bởi vì họ mới tin Chúa mà. Nhưng mà họ cho rằng chúng ta làm như vậy là đúng. Mục sư cũng làm đó. Ông thầy tôi cũng làm đó. Và đâu đó chúng ta lại thấy rằng nó lan truyền rất là nhanh. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Để chúng ta nhìn xem Chúa. Chúng ta không nhìn nơi con người. Chúng ta biết cái điều nào đúng, điều nào sai. Và bản thân chúng ta phải thận trọng trong cách ăn, nếp ở, trong cuộc sống. Phải phó thác cho Chúa. Không phải mình dựng cái bức bình phong. Không phải mình cố che, mình vẽ cho đẹp. Nhưng mà mình phải sống thật với Chúa từ trong lòng của mình. Từ trong sự đầu phục và bởi sự biến đổi quyền năng của Chúa. Cảm ơn Chúa. Đây là lời gợi ý cầu nguyện của bài học. Lạy Chúa, xin giúp con luôn nuôi dưỡng lòng kính sợ Chúa, bước đi cách ngay thẳng trước mặt Chúa, để con nêu gương tốt và gây dựng gia đình con trong đường lối Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa ơi, cảm ơn Chúa bài học ngày hôm nay. Con nhận thấy sự dạy dỗ của Chúa. Xin Chúa dạy cho từng người trong chúng con, những người nghe bài học này. Xin Chúa đưa bài học này đến với những người cần. Xin Chúa ban phước cho những mục sư, những đệ tử của Chúa, những người đã có công, có ơn trong việc soạn bài học này. Xin Chúa ở cùng dẫn dắt chúng con, để chúng con nhận được điều dạy dỗ từ nơi Chúa, để chúng con vâng theo, chúng con thay đổi theo sự hướng dẫn và giúp đỡ của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô chú anh chị em đã cùng học với lời. Xin Chúa ban phước cho thảy chúng ta. Amen.